Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chùm nho này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Quả nho này thì mình sẽ tô hơn là nho xanh nha. Mẹ lấy con phô mẹ ngâm một con đi. Mẹ xả ít nước vào rồi mẹ cho ngâm một con đi. Xong mẹ có xuống mẹ lại xuống thêm tí con mắt nữa. Vâng ạ.
như vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đây là bức tranh một chùm nho màu xanh rất là ngon này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.